Việt Nam là một trong năm nước chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Theo dự báo thì năm nay mưa bão sẽ đến sớm hơn so với mọi năm và nhằm tăng cường đối phó thì ngày hôm nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2021. Trong năm 2020, thiên tai làm 56 người chết và mất tích, 118 người bị thương, tổng thiệt hại về kinh tế lên đến 1.300 tỷ đồng tại khu vực miền núi phía Bắc. Từ đầu năm 2021 đến nay, thiên tai đã khiến 3 người chết, một người bị thương và nhiều nhà cửa hư hại, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với thiên tai, trong đó tập trung vào nâng cao công tác dự báo, cảnh báo cũng như tăng cường tuyên truyền, tập huấn công tác ứng phó với thiên tai cho người dân và cán bộ cơ sở. Xem lại cái quy hoạch cái không gian sống của, cho bà con của mình. Bởi vì bà con mình sống theo cái tập quán ở những cái theo sông, theo suối, những chỗ mình nó rất là nhạy nhạy cảm khi mà có bất kỳ một cái sự biến động về thời tiết nào xảy ra thì những chỗ đó là chỗ sung yếu, chỗ nhạy cảm nhất cùng với đó ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh cần nâng cao năng lực ứng phó và tìm kiếm cứu nạn để khi thiên tai xảy ra có thể kịp thời ứng phó và nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân